Sáng ngày 19 tháng 1, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 100 đảng viên mới kết nạp đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở trong toàn huyện năm 2024. Trong thời gian học tập từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024, các đồng chí học viên sẽ được học tập nghiên cứu, trao đổi 10 chuyên đề với những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm của người đảng viên trong thời kỳ mới. Kết thúc khóa học, căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và bài thu hoạch cuối khóa, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024. Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là Đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.